Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang thực hiện. Thưa quý vị, trong thời đại công nghệ số, công chúng có nhiều sự lựa chọn về phương thức tiếp nhận thông tin, dẫn tới văn hóa đọc và cách đọc sách truyền thống đang bị mai một. Để khơi dậy niềm đam mê hứng thú đọc sách, các trường học trên địa bàn huyện Vũ Quang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, không chỉ hưởng ứng sự kiện Ngày sách Việt Nam mà còn vì những mục tiêu lâu dài. Nội dung này sẽ được phản ánh trong phần đầu của trang địa phương hôm nay. Đây là chương trình điểm Ngày hội trang sách em yêu, hưởng ứng tuần lễ Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang phối hợp với trường tiểu học thị trấn Vũ Quang thực hiện. Bằng hình thức sân khấu hóa, các em học sinh và giáo viên đã lồng ghép được nhiều câu chuyện, lời ca có từ trong sách như Múa hát ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ kính yêu, Tình yêu quê hương đất nước, Tình thầy cô bè bạn, diễn kịch về chị Võ Thị Sáu, Anh Kim Đồng hay những câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu được các em tái hiện hết sức xúc động. Qua đó không những giúp các em hiểu biết hơn về lịch sử mà còn giáo dục cho các em tình yêu quê hương, nhất là phải chăm ngoan học giỏi, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Hàng ngày thì cháu ngoài giờ học thì cháu còn xuống thư viện để tìm những cuốn sách hay để đọc và những cuốn sách để giải toán vân vân. Ngày hôm nay thì trường có tổ chức một ngày hội đọc sách. Cháu cảm thấy rất là vui vì ngày hội đọc sách này đã truyền cảm hứng cho những bạn chưa thích đọc sách, thì bạn sẽ hiểu được đọc sách sẽ là tốt cho bạn và chìa khóa mở lâu đài kiến thức. Xác định tạo hứng thú, khơi gợi niềm đam mê đọc sách cho các em học sinh để bổ trợ kiến thức ngoài những giờ lên lớp là điều hết sức quan trọng. Nên trong dịp này, trường tiểu học Hương Điền đã tổ chức các hoạt động trưng bày khu thư viện mini của các lớp để giới thiệu sách, đặc biệt là tổ chức chương trình kể chuyện theo sách. Theo đó, trong chương trình đã có 8 tiết mục của tập thể và cá nhân với các phần thi kể chuyện theo sách và diễn kịch chuyển thể từ các câu chuyện trong sách. Các phần thi đã tạo cho các em sự hào hứng tham gia theo dõi với nhiều câu chuyện mang tính giáo dục cao, góp phần hình thành ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tính siêng năng, chăm chỉ học tập. Nhờ được tham gia các cái buổi đọc sách và những cái hoạt động ngoài giờ nhiều, cho nên trong cái hội thi kể chuyện theo sách nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2019 hôm 1 tháng 4 năm nay, nhà trường đã tổ chức cái hội thi kể chuyện theo sách với 10 tiết mục tham gia của tập thể cũng như cá nhân của các em trên 5 lớp, mang lại phần nào là nói lên cái sự ham đọc sách của các em, và qua đây thì cũng nhằm để tuyên truyền tới các em cũng như các bậc phụ huynh cộng đồng là tăng cường cái việc đọc sách nhằm để rồi là nâng cao cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng của mỗi người, giáo dục cho các em cái đạo đức và lối sống ngày một tốt hơn. Ngày hội sách Việt Nam 21 tháng 4 là ngày nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách, đồng thời góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, đặc biệt là truyền cảm hứng để mọi người yêu sách hơn, coi từng trang sách là hương vị trong cuộc sống và sống không thể thiếu sách. Có thể khẳng định, ngày hội đọc sách, giới thiệu sách và kể chuyện theo sách được các trường học trên địa bàn huyện Vũ Quang tổ chức đã diễn ra trong không khí hào hứng và thực sự có ý nghĩa, giúp cho mọi người, đặc biệt là các em học sinh say mê, hứng thú đọc sách để tìm hiểu kiến thức vô tận có từ trong sách. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên thì hàng năm ngoài công tác chỉ đạo công tác dạy và học của nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì nhà trường còn tổ chức rất nhiều các hoạt động vui và bổ ích cho học sinh, đặc biệt là hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2019 và những năm trước thì nhà trường đã tổ chức cái hoạt động để trưng bày sách và nhiều cái hoạt động kể chuyện sân khấu hóa các câu chuyện các em đã được đọc ở các thư viện và tạo điều kiện cho các em để về văn hóa đọc và am hiểu về sách, và đặc biệt đó là đến các cái thư viện để nâng cao cái chất lượng. Những năm qua, ngành giáo dục đào tạo huyện Vũ Quang đã chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nhất là dành nhiều thời gian cho các em đến thư viện đọc sách, tự nghiên cứu, học tập, thu thập các kiến thức có từ trong sách vở. Các trường học trên địa bàn huyện Vũ Quang đã vừa kêu gọi sự hỗ trợ, đồng thời vừa tham mưu cho chính quyền địa phương xây mới các phòng thư viện trong nhà, thư viện xanh ngoài trời với không gian rộng rãi, thoáng mát, đẹp mắt. Ngoài ra, hàng trăm đầu sách quý, sách phù hợp với từng lứa tuổi, từng cấp học cũng đã được các nhà trường mua về bổ sung cho thư viện,
đảm bảo cho các em học, nghiên cứu tài liệu. Điển hình như thư viện trường tiểu học thị trấn Vũ Quang, tiểu học Đức Giang, tiểu học Khương Minh, tiểu học Ân Phú, trung học cơ sở Phan Đình Phùng. Thì ngoài cái hoạt động dạy học thường ngày thì nhà trường đã đặc biệt quan tâm đến cái công tác xây dựng thư viện. Ngoài cái khuôn viên thư viện của nhà trường thì nhà trường còn tạo ra một cái khoảng thư viện xanh, đưa thư viện ra ngoài trời, tạo cái không gian đọc cho các em một cách thoải mái nhất và dễ tìm kiếm tư liệu nhất. Thì trong 2 năm vừa qua khi xuống điểm mới thì trường đã đầu tư là gần 400 triệu cho là thư viện nhà trường, kể cả các cái đầu sách rồi cũng như cái khuôn viên thư viện xanh. Ngoài cái những cái tiết học theo cái quy định thì nhà trường còn đưa vào các cái tiết tăng buổi buổi chiều, các cái tiết về thư viện, các tiết đọc để cho các em có cái điều kiện là tạo điều kiện tiếp cận với sách nhiều hơn. Cái văn hóa đọc trong nhà trường rất là quan trọng. Đặc biệt là để hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và ngày sách thế giới là 23 tháng 4 thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong các nhà trường tổ chức bằng nhiều hình thức để cho học sinh tiếp cận và đặc biệt là thể hiện được cái nguồn tri thức từ các cái nguồn tài liệu như sách hiện nay. Tuần lễ sách Việt Nam 21 tháng 4 ở các trường học trên địa bàn huyện Vũ Quang đã khép lại, nhưng dư âm về một hoạt động văn hóa vui tươi bổ ích sẽ còn lan tỏa trong cộng đồng, nhất là trong giáo viên, học sinh và những người trẻ. Qua đó giúp mọi người thêm yêu sách, tiếp cận những tri thức mới, bổ sung thêm những hiểu biết về quê hương, đất nước, con người và cuộc sống, làm giàu cho kiến thức của chính bản thân mình. Quý vị và các bạn đang theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Cù Hoàng Liêu, thôn 2, xã Ân Phú là người đã từng tham gia chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, đến chiến dịch giải phóng Sài Gòn ngày 30 tháng 4, 1975. Những kỷ niệm không quên về một thời hoa lửa vẫn in đậm trong tâm trí những người lính già. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, mời quý vị cùng chia sẻ những ký ức hào hùng của Đại tá Cù Hoàng Liêu. Đã hơn 40 năm trôi qua, nhưng nói về ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gương mặt Đại tá Cù Hoàng Liêu, thôn 2, xã An Phú, như sáng bừng, xúc động. Những kỷ niệm cùng với đồng đội tham gia vào các trận đánh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vẫn còn vẹn nguyên. Năm 1961, khi vừa tròn 19 tuổi, chàng thanh niên Cù Hoàng Liêu đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Sau đó, ông cùng đơn vị vào Nam chiến đấu, tham gia chiến dịch đường chín Nam Lào. Năm 1972, ông làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, trung đoàn 64, tham gia chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong chiến dịch 81 ngày đêm đỏ lửa. Rồi sau đó tham gia nhiều trận đánh lớn khác. Và trận đánh lớn cuối cùng là tiến vào Sài Gòn, lật đổ chính quyền tay sai. Đã bấy nhiêu năm đất nước được tự do, cá nhân ông dù tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng hình ảnh về những trận chiến đấu hào hùng năm nào, sự hy sinh anh dũng của những người đồng đội thì vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Cái cuộc tấn công ở Quảng Trị thì rất là phức tạp. Ngày 3 tháng 5, năm 1972, chúng tôi bắt đầu tấn công từ ở Đầu Mâu, rồi dốc Miếu Côn Thiên là đánh toàn bộ cái hàng rào McNamara của Mỹ, phá tan hàng rào đó và xuống chiếm sân bay Hải Tử, rồi chiếm sân bay cửa trên cảng cửa Việt và chúng tôi đánh thẳng vào là sông Mỹ Giành. Có một cái chuyện vui là đến khi sông Mỹ Giành là bắt được đơn vị tôi là bắt được 1.800 tù binh, nhưng mà không có gì cho hắn cả, không có tù binh bắt được nhưng không có gì cho hắn cả. Nó đói quá. Thế thì mới chia ra các tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn là nấu một nồi quân dùng chảo mà lại bỏ cái quả bu đỏ vào trong cho chín để cho họ ăn. Ăn xong rồi là thả họ qua cầu bị chảnh họ về miền Nam. Với ông, những ngày tháng sống trong quân ngũ, hòa trong đoàn quân giải phóng Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, tiến về giải phóng Sài Gòn là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Mỗi kỷ vật nhỏ đến những tấm huân, huy chương cao quý, những tấm giấy khen, bằng khen
đều là những mốc thời gian đánh dấu những chặng đường đã đi qua, vừa lưu giữ kỷ niệm, vừa là lời nhắc nhở Đại tá Cù Hoàng Liêu bất cứ khi nào cũng phải sống, làm việc cho xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ. Đến năm 74 thì có một chuyện là đồng chí Võ Nguyên Giáp có vào thăm quân đoàn. Thì vào thăm quân đoàn thì đồng chí ra dược sân đứng dưới cờ của quân đoàn, đồng chí chỉ vào là cờ đồng chí là có thắng nhưng mà các đồng chí chưa có gì dưới cờ. Thì đồng chí Hoàng Minh Thư, chính ủy của Hoàng Minh Thư, chính ủy của quân đoàn lúc đó nói rằng là chỉ cần đại tướng ra lệnh. Tức là ra lệnh thì toàn quân đoàn là sẽ vào trận, sẽ có chiến thắng. Thì đấy là những cái. Sau đó rồi thì là đơn vị chúng tôi là huấn luyện tiếp và đến đầu năm 75 thì là bắt đầu đi chiến trường. Thì đến ngày 29 tháng 4 là được lệnh xuất phát đánh ở là đánh vào. Thì trung đoàn tôi là nhận nhiệm vụ đánh luôn cái thị xã Tân Nguyên. Nói như thế, như phút cuối cùng tôi tưởng là sắp để thắng lợi hoàn toàn mà vẫn có hy sinh rất nhiều. Ngay trung đoàn tôi là đến 170 liệt sĩ hy sinh. Mà trong đó có đồng chí Phó Chính ủy. Lần cuối cùng nhưng mà địch vẫn phản công rất quyết liệt, đánh rất quyết liệt, giữ đất rất quyết liệt, chứ không phải nó thả cho mình nó chạy đâu, không phải đơn giản đâu, đánh rất quyết liệt. Thế sau khi mà chúng tôi đánh vẹn màn như thế thì trung đoàn 27 và trung đoàn 48 là hai trung đoàn anh hùng được lệnh rút ra để lên xe bọc thép thóc sâu vào Sài Gòn. Còn trung đoàn chúng tôi chạy bộ và xuống đánh Lai Thiêu, rồi kết hợp đánh là Bến Cát cùng với sư đoàn 32, xong đó là tấn công vào Sài Gòn. Thế thì khi vào Sài Gòn là trung đoàn 48 với trung đoàn 7 là hai cả đó nó thóc sâu vào chiếm Mộ Tổng Tham Mưu. Trở về quê hương sau hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, từ năm 1992 đến nay, Đại tá Cù Hoàng Liêu luôn được chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó đảm đương các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị ở địa phương. Dù ở cương vị nào, bản thân ông cũng luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Cả cuộc đời ông luôn sống và học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là người đại tá của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và là người cựu chiến binh mẫu mực trong lòng nhân dân. Thì Bạc Liêu là một bác có năng lực và có uy tín và được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giao nhiệm vụ như công tác dân vận, công tác tuyên truyền, rồi đi nói chuyện các cái cuộc đại hội, rồi các hội nghị, rồi nhất là cho thế hệ là trẻ thì trong cái truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước và của địa phương mà bác đã trong thời gian là có năng lực trong quân đội là giáo viên, do đó có năng lực thu hút được nhiều người trong cái nói chuyện và được nhiều người là mến phục. Và đến nay thì gia đình bác cơ bản các con cháu là trưởng thành và thành đạt. 44 năm đã đi qua kể từ chiến thắng mùa xuân năm 1975. Những người lính của Hồ năm xưa như Đại tá Cù Hoàng Liêu luôn vẹn nguyên khí thế hào hùng của một thời đánh Mỹ. Ông cũng không thôi day dứt về những đồng đội đã ngã xuống ngay trước giờ đất nước toàn thắng. Ký ức đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ đánh giặc cứu nước chính là niềm tự hào để cá nhân ông và các đồng đội giữ vững niềm tin, động viên con cháu tiếp bước trên hành trình xây dựng quê hương, đất nước hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, Trang Địa Phương do Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang thực hiện hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.